Dạ, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo chân sim, chúng ta cùng xem một vài hình ảnh về cái việc mà chúng ta thưa quý vị là một thú vui trong những lúc rảnh rỗi, hay là quý vị chúng ta có một cái thú vui gì đó giải lao giải trí lúc mà chúng ta không bận bịu công việc. Quý vị ở thành phố Vũng Tàu, người dân Vũng Tàu, tức là ngoài việc họ đánh bắt để sản thì ở khu vực ven bờ thì nó có một thú vui là đi câu cá biển quý vị. Ở đây quý vị nào mà thích đi câu á, chúng ta có thể chọn những cái vị trí ở một bãi biển ở Vũng Tàu chúng ta đi câu. Dạ, đây là thả lưới quý vị, thả lưới tại khu vực ở biển Vũng Tàu quý vị. Xa xa là những cái dàn khoan đang đứng chờ đợi những công việc để làm dự án ở ngoài khơi quý vị. Khơi thì cách đất liền khoảng chừng 30 hải lý, khoảng gần 100 km, rất là nhiều những cái mỏ dầu ngoài đó quý vị. Trong đó có cái mỏ lớn là mỏ Bạch Hổ quý vị, mỏ Rồng. Cái đó thông tin về ngành dầu khí mình có thể tìm hiểu thêm. Dạ, câu cá là một cái thú vui và rất là nhiều người thích quý vị. Thành phố biển vào rất là nhiều những bãi biển rất là đẹp, và trong đó thì ta cũng biết là những bãi biển và những cái vị trí rất là thuận lợi, cho nên là việc mà đi câu đây cũng là một thú vui ở dân dân Vũng Tàu rất là nhiều. Vì đi vòng vòng có thể họ đi câu tại khu vực ở khu vực đường đi qua xã Long Sơn ở vị cầu Gò Găng, rồi đi câu vòng vòng thành biển Vũng Tàu các bãi biển, cũng như cái vị trí mình đang đứng quý vị là cái khu vực ở gần cái bãi dứa quý vị, đoạn cầu khởi Âu Cấp á, rất là nhiều cái bãi đá như thế này họ chọn họ đứng mua câu cá quý vị. Đi riêng thì đây là câu không có giỏi lắm nên là xem là chính thôi. Ở đây ở ngoài xa thì có một cái phao, chiếc đò nhỏ đang đi thả lưới. Và cảnh rất là đẹp, rất là thanh bình. Ta đứng đây nghe không khí gió biển rất là đẹp quý vị. Cái gió là nó mát. Dạ thưa quý vị, thì khu vực này cũng là cái luồng tàu hàng hải đi ngang quý vị, là từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn, những cái cảng lớn Mỹ hay là tất cả Sài Gòn, thì cái tàu đi qua khu vực sông Sòi Rạp rồi đi qua cửa biển Vũng Tàu đi ra đường hàng quốc tế, thì có cái tàu chở hàng container đang đi ra ngoài luồng quốc tế. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều đã tham quan và hình ảnh về thú vui câu cá tại thành phố biển Vũng Tàu. Cảm ơn quý vị rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.